Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tây tháng 6 năm 2021. Ngọc xin cập nhật một số cái thông tin liên quan đến những cái chương trình sau đây. Thứ nhất là EIDL Loan Increase tối đa là 500.000 cho những cái doanh nghiệp. Thứ hai là EIDL Advances 10.000, 15.000 tổng cộng là mình có thể được là 15.000 tiền grant. Rồi cái tấm chắc lần thứ tư. Có hay không là chuyện của tương lai, nhưng mà chúng ta có thể là xem những cái thông tin cập nhật. Thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị những cái nội dung này. Đối với cái chương trình EIDL Loan Increase thì Ngọc cũng xin trả lời cái câu hỏi này cho quý anh chị. Tại vì cũng có một số anh chị hỏi Ngọc là Ngọc có thể cập nhật về cái chương trình này không. Thì hiện giờ đối với cái thông tin chính thức từ SBA thì người ta không có những cái thông tin cập nhật thưa quý vị. Cho nên là Ngọc cũng không thể nào mà chia sẻ những cái thông tin này được, tại vì người ta không cập nhật lấy gì đâu mình chia sẻ. Còn cái trường hợp cụ thể của mỗi người á, thì quý vị có thể vào những cái trang YouTuber khác, hoặc là quý vị có thể vào cái forum của Reddit để tìm hiểu những cái thông tin. Nó sẽ phụ thuộc vào mỗi cái hồ sơ cụ thể. Và cái điều mà Ngọc có thể nói với quý vị là quý vị có thể vào cái SBA portal, đăng nhập vào đó xem thử cái status của cái loan mình như thế nào, chờ hoài mà không thấy. Thì quý vị nên liên lạc trực tiếp với SBA để người ta coi cái hồ sơ của mình, coi thử người ta có yêu cầu thêm những cái giấy tờ bổ sung gì không. Còn Ngọc thì Ngọc không thể giải thích hoặc là Ngọc cũng không có giúp được quý vị trong cái EIDL Loan Increase này được. Cho nên là Ngọc cũng trả lời thẳng và thật như vậy. Và chúc quý vị may mắn. Đối với những cái chương trình khác, ví dụ như về cái tấm chắc lần thứ tư chẳng hạn, thì bây giờ Ngọc có thể nói lên cái ý kiến của Ngọc, cái suy nghĩ của Ngọc như thế này. Ngọc thấy là bây giờ cái tấm chắc lần thứ tư hiện giờ đang hơi mờ nhạt rồi quý vị. Hơi mờ nhạt rồi. Cái hy vọng bắt đầu là nó xuống thấp hơn một chút xíu, chứ nó không còn le lói nữa. Đó, thì bây giờ đối với cái petition này á, thì quý vị thấy đây là một cái thỉnh nguyện thư được viết bởi một cái người chủ nhà hàng. Thì cái thỉnh nguyện thư này hiện giờ đã có trên 2 triệu người ký rồi, 2.317.165 người ký. Và họ mong muốn được là 3 triệu chữ ký. Nhưng mà cái này chỉ là một cái petition, một cái thỉnh nguyện thư thôi, chứ nó cũng chưa có gì là những cái đề xuất từ những cái nhà của gọi là cái nhà lập pháp của bên Quốc hội. Đối với bên Quốc hội á, quý vị, thì hiện giờ có 80 nhà lập pháp ủng hộ cái tấm chắc lần thứ tư, nhưng mà họ cũng không có tiết lộ cái con số cụ thể là như thế nào, không có tiết lộ cái điều kiện là ai được ai không. Ở đây Ngọc nói là không tiết lộ không có nghĩa rằng là người ta chưa có những cái kế hoạch cho cái tấm chắc lần thứ tư này, nhưng mà người ta chưa tiết lộ cho người dân. Và hiện giờ người ta cũng chưa có tiết lộ rằng là họ sẽ đưa cái tấm chắc này vào cái bill sắp tới hay là không. Thì cái điều này làm cho Ngọc suy nghĩ rằng cái tấm chắc lần thứ tư hiện giờ đang dần dần mờ nhạt rồi quý vị. Không còn nhiều người đề cập cho cái tấm chắc lần thứ tư nữa. Người ta sẽ cho 2.000 mỗi tháng hay là bao nhiêu đó. Hiện giờ Ngọc nghĩ rằng nó sẽ không có. Tại vì hiện giờ người ta đang tập trung với cái việc gì quý vị? Làm sao cho càng nhiều người chích vaccine càng tốt, làm sao cho càng người dân có cái công việc làm ổn định càng tốt. 80 nhà lập pháp này hiện giờ không nói lên điều gì so với mấy trăm nhà lập pháp ở bên Quốc hội. Hôm bữa trước thì người ta bắt đầu từ 50 nhà lập pháp, rồi thêm 13 người nữa, thêm 17 người nữa, rồi nhiêu nhiêu đó làm được 80 người đó quý vị. Thì nói chung á là nó có một tia hy vọng thôi, nhưng mà Ngọc thấy là bây giờ hơi bị mờ mờ rồi đó quý vị. Bởi vì sao? Hôm bữa trước á là bà Jen Psaki bà nói á là chúng tôi sẽ chờ xem bên Quốc hội họ đề xuất như thế nào về cái tấm chắc lần thứ tư này. Nhưng mà cái tấm chắc lần thứ tư này không phải là free, thì Ngọc hoàn toàn đồng ý với cái chuyện là không có gì là miễn phí. Cái gì ở trên cái đời này là miễn phí quý vị? Mình nhận rồi sau này mình cũng trả lại à. Thì ở đây á, mình có thể trả lại bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như một cái cách mà mọi người nói nhiều nhất và rõ nhất, đó là việc tăng thuế trong tương lai. Nếu như quý vị làm lương thấp, quý vị không có bị đánh thuế trực tiếp trong cái túi tiền của mình, trong cái hồ sơ, trong cái income của mình, thì quý vị cũng trả lại bằng những cái cách gián tiếp. Ví dụ như quý vị đi chợ vật giá nó tăng cao thì quý vị cũng trả lại
bằng cái cách đó. Quý vị đi làm đẹp, quý vị đi rửa xe, làm dịch vụ, những cái dịch vụ này nó cũng tăng giá, thì quý vị cũng bỏ tiền nhiều hơn để mua những cái dịch vụ, những cái sản phẩm này đó quý vị. Đó, cho nên là hiện giờ người ta không đánh thuế dân nghèo, nhưng mà người ta đánh thuế những cái corporate tax. Thì những cái dịch vụ này nó tăng giá thì người dân cũng là người consumers, customer là cái người mà trả giá cuối cùng đó quý vị. Đó, thì đây là một trong những cái mà Ngọc đồng ý không có gì là miễn phí cả. Và dạo gần đây thì bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, bà cũng nói là bây giờ chúng tôi đang đợi và Tổng thống Biden cũng sẵn sàng để lắng nghe những cái ý kiến để làm sao để chúng ta có một cái kế hoạch hiệu quả nhất và quan trọng nhất để giúp cho nền kinh tế tiến lên, moving forward. Và hiện giờ Jen Psaki cũng nói rằng là bây giờ những cái gì mà Tổng thống Biden ổng nói và ổng nghĩ rằng là tốt cho nền kinh tế và người dân ở Mỹ thì cũng đã đưa vào cái gói lần thứ tư hết rồi. Cho nên là hiện giờ Ngọc nghĩ rằng cái tấm chắc lần thứ tư này không có. Nó sẽ không có quý vị. Ngọc nghĩ rằng nó không có. Cái cơ hội và cái hy vọng nó rất là mong manh. Tại vì hiện giờ người ta cũng chưa đưa vào cái gói lần thứ tư thì làm sao, khi nào nó sẽ có? Không lẽ là khi nào người dân đi làm trở lại hết rồi, công việc ổn định hết rồi, chích vaccine hết rồi, người ta lại cho cái tấm chắc lần thứ tư? Nhưng mà nothing is impossible, mình cũng nói lên cái suy nghĩ của mình thôi, chứ còn trong tương lai thì mình cũng không có đoán được gì, chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết là quý vị nghĩ sao về cái tấm chắc lần thứ tư? Và đối với cái gói lần thứ tư đó quý vị, thì quý vị biết rằng nó có hai phần, một phần là cơ sở hạ tầng và một phần là cho gia đình Mỹ, đúng không quý vị? Thì ở đây Ngọc sẽ nhấn mạnh một chút xíu về cái cơ sở hạ tầng, và đặc biệt chú ý dành cho những ai mà có cái mong muốn đầu tư vào thị trường bất động sản, nhà cửa, nhà đất ở Mỹ, thì chúng ta nên lưu ý về những cái chính sách sắp tới của chính quyền Biden-Harris, mình sẽ được lợi gì. Thật sự Ngọc là một trong những người mà Ngọc rất là yêu thích bất động sản, và nếu như mà có cơ hội thì Ngọc cũng hy vọng là được giao lưu học hỏi từ những cái anh chị, có thể là cụ thể có thể là gặp nhau ở tiểu bang Virginia chẳng hạn, để chúng ta nói chuyện về bất động sản một chút xíu, hay là ăn uống, hay là nói chung là say hi. Ok quý vị, và Ngọc cũng rất là hy vọng sẽ được giao lưu học hỏi cùng với anh chị ở Virginia hoặc là qua online từ những cái tiểu bang khác. Thì hiện giờ Ngọc thấy cái bài báo này người ta viết về cái chương trình này thì Ngọc đồng ý rất là nhiều, dựa trên cái phân tích của họ. Thì họ nói rằng là theo như kế hoạch của Tổng thống Biden là sẽ chi ra rất là nhiều và rất là mạnh để cải thiện cầu đường, giao thông công cộng, những cái dịch vụ high speed internet và những cái affordable housing. Thì một trong những cái chương trình mà họ đề cập đến là cái chương trình Neighborhood Homes Investment Act. Thì cái chương trình này họ sẽ trích 20 tỷ để cho những cái chương trình tax credit, lợi thuế cho những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư đây họ nhắc đến là investors và developers, để xây nhà nè, mua đất xây nhà, rồi mua những cái khu cũ rồi họ đập phá ra, họ sửa sang lại cho nó mới lại. Đó. Và đặc biệt là những cái khu mà giống như là những cái khu mà người ta có mix zone đó quý vị, có thể là người ta mua những cái ngôi nhà single family homes rồi người ta xây lại thành những cái buildings khác nhau, đó, những cái condos, những cái townhouses, những cái apartment complex chẳng hạn. Đó là một trong những cái cách mà họ xây lên và họ đầu tư và họ kiếm lãi. Nhưng mà hiện giờ người ta nói rằng 20 tỷ này phải dùng cho những cái căn nhà người ta gọi là owner, gọi là owner occupied homes. Có nghĩa là những cái người chủ sở hữu của những cái căn nhà, những cái dãy nhà này là những cái người phải ở trong những cái nơi này, quý vị nha. Chứ không phải là mình ở một nơi khác và mình mua những cái nhà, căn nhà đầu tư này và quý vị để đó cho thuê kiếm lời mà không ở chỗ đó thì không được. Quý vị phải ở, ví dụ như quý vị có nhiều cái gọi là cái multi-family home chẳng hạn, quý vị ở một bên, quý vị cho thuê một bên chẳng hạn. Thì đó là những cái cách mà người ta giúp những cái chương trình Affordable Housing vân vân và Home Investment Act. Đây là cái chương trình họ dành 20 tỷ cho cái chương trình này. Và một cái ý kiến này Ngọc cũng rất là đồng ý. Tại vì bây giờ nếu như mà đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì sẽ
có thể rằng là giúp cho cái chất lượng cuộc sống của người dân Mỹ tốt hơn và sẽ làm tăng cái giá trị bất động sản. Nhưng mà đây là một cái lời nói của một người thôi quý vị, thì nó sẽ chỉ đúng khi nào mà mình phân tích được ví dụ như là cái location chỗ đó, cái cash flow như thế nào, chứ không phải không thể nào mà nói trên cái phương diện của toàn nước Mỹ được quý vị. Thì Ngọc cũng xin chia sẻ lại quý vị, nếu như những ai có những cái gọi là đam mê về bất động sản của Mỹ thì hy vọng là chúng ta sẽ học hỏi giao lưu lẫn nhau về cái lĩnh vực này. Đối với cái chương trình EIDL Loans Report và những cái chương trình EIDL Advances thì Ngọc thấy á, cái thông báo của ngày 3 tây tháng 6 á, thì bây giờ Ngọc thấy cái EIDL loans nó cũng tăng, nhưng mà nó cũng không có tăng đáng kể quý vị. Ở cái con số này 209 tỷ á, thì nó không có bao gồm EIDL loan increase quý vị ơi. Và những cái chương trình như là targeted advances thì hiện giờ Ngọc thấy nó tăng một chút xíu so với cái số liệu của ngày 27 tây tháng 5, so với cái số liệu của ngày 3 tây tháng 6 thì nó tăng thêm khoảng là 110 mấy triệu thôi quý vị. 110 mấy triệu chứ không có tăng nhiều. Hiện giờ cái con số mà người ta đã duyệt và đã cho rồi thì người ta cho 141.840 hồ sơ với cái số tiền người ta đã chi ra là 1.176.938.000. Đó là cái chương trình EIDL Advance 10.000 đối với. Còn cái chương trình mà EIDL Supplemental Targeted EIDL Advance thì nó cũng tăng đó, nhưng mà cái chương trình này là cái chương trình 5.000 nè. Nó tăng nhưng mà tăng ở một cái con số rất là ít quý vị. Ví dụ như là hôm bữa ngày 27 tây tháng 5 người ta nói rằng là có 347 triệu thì bây giờ có 413 triệu, nó tăng không có nhiều lắm. Tại vì cái chương trình này mỗi hồ sơ chỉ được 5.000 thôi. Thì hôm bữa trước người ta xử lý được là approve được là 69.529 hồ sơ thì bây giờ còn lên tới 82.742 hồ sơ rồi. Thì Ngọc cũng cập nhật cho quý vị như thế vậy, tại vì hồ sơ bây giờ cũng có rất là nhiều người bị từ chối. Còn nếu như quý vị bị từ chối thì quý vị nên liên lạc với SBA ngay lập tức nếu như quý vị không đồng ý với những cái lý do họ đưa ra, hoặc là nếu như mà họ không có đưa ra cái lý do gì hết thì quý vị nên hỏi người ta cái lý do là gì, và quý vị sẵn sàng cung cấp những cái hồ sơ chứng từ để chứng minh là mình là người thật việc thật và mình là có cái business sẵn hoài, thì quý vị cứ liên lạc với người ta và chủ động liên lạc, đừng có đợi chờ lâu nha quý vị. Nếu như quý vị bị từ chối thì quý vị nên liên lạc với người ta ngay lập tức. Còn nếu như quý vị đồng ý và quý vị chấp nhận những cái kết quả đó thì quý vị không cần phải liên lạc nha. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye quý vị ơi, chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Like, share và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ nha quý vị. Bye bye now.